Chào mừng quý độc giả đã đến với hội sách Giáng sinh của Đinh Tị Books. Noel rộn ràng yêu thương, sàn sách hay giảm đến 70% từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 18 đến 22 tháng 12 tại Vincom Phạm Ngọc Thạch và từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 19 đến 22 tháng 12 tại phố sách Hà Nội. Ba mẹ và các bạn nhỏ sẽ có cơ hội săn sách hay, đồ chơi giáo dục sáng tạo với nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quà tặng bất ngờ. Giờ vàng Giáng sinh giảm ngay 50%, chỉ 50 suất mỗi ngày. Kho sách đồng giá giảm đến 70%, chỉ từ 5K, 10K, 20K. Giảm giá 30%, toàn bộ đồ chơi lắp ghép giáo dục Toys and Joys. Đặc biệt, tất cả các đầu sách hot, sách mới của Đinh Tị Books đều được chiết khấu từ 30% đến 40%, giúp bố mẹ và các độc giả thỏa sức mua sắm những cuốn sách yêu thích. Tới tham quan và mua sách tại sự kiện để nhận ngay quà tặng hấp dẫn: xe đạp thể thao cực chất, vali kéo dễ thương cho bé, túi sách len ấm áp, túi mù, bút, sổ, sticker Giáng sinh xinh xắn. Ba mẹ và các bé cũng đừng bỏ lỡ những game show vũ nhộn. Workshop sáng tạo chỉ có tại hội sách sẽ diễn ra vào các ngày từ 20 đến 22 tháng 12. Hãy lưu ngay lịch và đến với hội sách Giáng sinh của Đinh Tị Books để không bỏ lỡ cơ hội đắm chìm trong không khí lễ hội rộn ràng và nhận những món quà ý nghĩa từ Đinh Tị Books.